Cập nhật quân sự mở ngày 12 tháng 4 Hằng Lâm và quân sự mở xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một buổi trưa tốt lành. Hằng Lâm xin được gửi tới quý vị các diễn biến nóng bỏng xoay quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong bản cập nhật sau đây. Ukraine biến đoàn thiết giáp Nga thành phế liệu Theo thông cáo từ trung tâm báo chí của Lữ đoàn 67, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đánh chặn và tiêu diệt thành công các đoàn thiết giáp của Nga đang tiến về thị trấn Chasipya. Lữ đoàn Ukraine cho biết, khoảng 20 xe thiết giáp của Nga đã bị tiêu diệt trong trận đánh. Thông cáo cho hay, khi biến thiết giáp của kẻ thù thành phế liệu trên hướng Bamuski, chúng tôi đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Chasipya. Đầu tháng 4, lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo một loạt cuộc tấn công thất bại của lực lượng Nga ở vùng ngoại ô phía đông Chasipia. Bất chấp nỗ lực của quân đội Nga, binh lính Ukraine đã thành công trong việc đẩy lùi đối phương khỏi khu vực. Trước đó, các quan chức Ukraine cho biết tình hình trong thị trấn rất khó khăn. Pháo binh và không quân Nga tiếp tục bắn phá khu vực này hàng ngày, hầu như không ngừng nghỉ. Đồng minh Putin choáng ngợp trước phi đội UAV cực kỳ nguy hiểm của Ukraine. Theo cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Rogozin, các UAV hạng nặng hoạt động song song với các UAV gốc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine đang cực kỳ nguy hiểm đối với các lực lượng Nga. Ông Rogozin cho biết trên Telegram rằng, Ukraine đang kết hợp các UAV tấn công hạng nặng lớn, được gọi là UAV-33 Jaga, với các UAV FPV bay theo cập vào ban đêm để tạo thành phi đội UAV hoàn chỉnh. Cựu lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga nói thêm rằng, bầu trời đêm phía trên chiến trường Ukraine đầy rẫy UAV của đối phương. Ông đồng thời cảnh báo Baba Yaga là cực kỳ nguy hiểm đối với quân đội Nga. Theo chuyên gia Samuel Bendet của tổ chức tư vấn CNA của Hoa Kỳ, UAV Baba Yaga là loại UAV cỡ lớn, đa năng của Ukraine, thường được thiết kế dưới dạng ron 4 cánh, ron 6 cánh và trực thăng. Hơn 25 tháng chiến tranh đã thúc đẩy Ukraine tăng tốc phát triển UAV và Kyiv đã có nhiều đổi mới trong việc sử dụng công nghệ không người lái trên không, trên bộ và dưới nước. UAV FPV nhanh chóng trở thành biểu tượng cho những nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển thiết bị không người lái. Chúng có thể được sử dụng để ghi lại các cảnh quay chiến trường đầy kịch tính, nơi UAV lao về phía các phương tiện của Nga trước khi phát nổ, hoặc được sử dụng làm công cụ trinh sát để chỉ thị mục tiêu cho pháo binh. Ông Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của Kyiv, nói với trang tin Newsweek vào tháng 12 năm ngoái rằng, đôi khi chúng hoạt động hiệu quả hơn cả pháo binh. Cả Ukraine và Nga đang không ngừng cố gắng để giành lợi thế trong cuộc chiến UAV, đổ nguồn lực phát triển, đồng thời sản xuất hàng loạt và triển khai nhiều loại phương tiện này. Moscow và Kyiv được cho là đã tiêu diệt hàng trăm UAV của nhau mỗi ngày. Ukraine cũng triển khai UAV Baba Yaga cả trong các hoạt động ban đêm. Theo ông Rogozin, thì loại UAV này có tốc độ khoảng 60 km h nhưng UAV FPV thì nhanh hơn. Chuyên gia Bennett nói với Newsweek rằng, việc phòng thủ trước các UAV vào ban đêm khó khăn hơn nhiều, và Nga chưa có loại UAV tương đương. Với kích thước của Baba Yaga, nó có thể mang theo lượng lớn đạn dược, đe dọa lực lượng Nga. Ông Bennett cho biết thêm, Chúng tôi biết người Nga đang sửa chữa những chiếc Baba Yaga bị bắn rơi và tái sử dụng chúng để chống lại Ukraine. Đồng thời, họ đang cố gắng chế tạo một chiếc UAV tương tự. Còn người Ukraine là chuyên gia điều khiển những chiếc UAV này. Lính Nga phàn nàn về tổn thất to lớn ở vùng Belgorod, hoàn toàn hỗn loạn. Một thông tin đáng chú ý với quý vị liên quan đến hoạt động quấy phá của các quân đoàn người Nga thân Ukraine ở khu vực tỉnh biên giới Belgorod của nước này. Tổng cục tình báo quân đội Ukraine CUR đã công bố một cuộc trò chuyện qua điện thoại bị chặn vào thứ Ba ngày 9 tháng 4. Trong đó, một người lính Nga phàn nàn về những tổn thất to lớn trong đơn vị của anh ta ở quận Gravoronsky thuộc vùng Belgorod giáp Ukraine. Người lính Nga nói trong điện thoại, hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn điên rồ. Người này cũng đề cập đến một lữ đoàn mới mà anh ấy gọi là băng đảng, được thành lập với 500 cá nhân. Người lính nói thêm, Bây giờ họ đang nói trong một cuộc họp rằng họ sẽ thành lập các lữ đoàn mới. Vào thứ Bảy và Chủ nhật, họ chuẩn bị cho các thanh niên triển khai 7 hoặc 8 giờ. Ngày 12 tháng 3, lực lượng chiến binh tình nguyện Nga ủng hộ Kyiv đã tiến vào khu vực Bengorod và Kursk. Những người này nói rằng họ đã liên tục tham chiến với lực lượng của chính quyền Nga ở đó. Các chiến binh tình nguyện đến từ quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga cùng với tiểu đoàn Siberia. Cho đến nay, người Nga vẫn tỏ ra bất lực trong việc đẩy lùi một lực lượng đáng ra là nhỏ hơn quân đội của họ rất nhiều lần ở khu vực biên giới trọng yếu giáp ranh Ukraine, y hệt như đầu cầu Green Key ở phía bờ đông sông Dnipro. Trong một loạt cuộc trò chuyện gần đây mà Ukraine chặn được, người dân ở vùng Belgorod của Nga phàn nàn rằng họ không thể ngủ được vào ban đêm vì quân đội Nga đã đặt thiết bị quân sự của họ trong khu dân cư và nổ súng liên tục. Trước đó, báo Kyiv Post của Ukraine đã đăng tải nhiều cuộc trò chuyện gây sốc mà phía Ukraine chặn được như Moscow che giấu những binh lính Nga thiệt mạng để tránh phải bồi thường, một nửa tiểu đoàn Nga không muốn chiến đấu và trốn vào rừng cuộc tấn công của Nga thất bại và tất cả mọi người đều mất mạng. Nga thường xuyên bác bỏ nội dung của các cuộc trò chuyện bị chặn do Ukraine công bố, nói rằng chúng là giả mạo. Tuy nhiên, một trong những người nghe lén thuộc tình báo Ukraine nói rằng những gì cô nghe được có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Ngoại trưởng Ukraine nói, nước này cần tối thiểu 7 hệ thống Patriots. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post được đăng vào ngày 10 tháng 4 rằng nước này cần ít nhất 7 hệ thống phòng không Patriot. Ukraine đã nhận được hệ thống phòng không Patriot đầu tiên do Mỹ sản xuất vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, ba hệ thống Patriot là không đủ để bảo vệ toàn bộ đất nước rộng lớn này trước các cuộc oanh tạc từ trên không của Nga, Phía Nga đã tăng quy mô của các cuộc tấn công vào Ukraine kể từ tháng trước, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện của đối phương. The Washington Post trích dẫn lời ông Kuleba nói rằng, Bộ Ngoại giao Ukraine biết về hơn 100 hệ thống Patriot mà các đồng minh của họ đang sở hữu. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine cần 25 hệ thống này để tạo thành một lá chắn phòng không tổng thể trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ông Kuleba trước hết muốn có được 7 hệ thống càng nhanh càng tốt. Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kyiv đã xác định được 4 quốc gia khác ở châu Âu và châu Á sở hữu Patriot mà có thể được chuyển ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ trưởng Ngoại giao Kyiv nói rằng, ông cảm thấy khó hiểu về sự phản đối của một số quốc gia trong việc chuyển giao ít nhất một trong các hệ thống phòng không của họ cho Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba nói thêm rằng, Ngoại giao tốt đẹp và im lặng không còn hiệu quả nữa. Khi yêu cầu đồng minh tăng cường viện trợ phòng không, ám chỉ phong cách ngoại giao đại bôi xã giao phổ biến trong thế giới ngày nay, thay vì những hành động hiệu quả trên thực tế. Ngày 14 tháng 4, ông Kuleba cho biết rằng, vì thiếu hệ thống phòng không Patriot hiện đại, nên Nga đã phá hủy nhà máy nhiệt điện Tripulia gần Kyiv của Ukraine. Khi được hỏi liệu ông có thảo luận về việc Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện với các đối tác châu Âu hay không, Ngoại trưởng Kuleba trả lời, có gì để thảo luận đây? Mọi thứ đều đơn giản. Hãy cung cấp cho chúng tôi các hệ thống Patriot. Nếu chúng tôi có Patriot, chúng tôi đã không mất tất cả những thứ này trong ngày hôm nay. Chính quyền Kyiv đang nỗ lực kêu gọi các nước tăng cường viện trợ Patriot cho Ukraine, vì đây là vũ khí duy nhất có thể đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo siêu thanh của Nga như Kinzo m Truyền thông đưa tin, trong cuộc họp gần đây tại Brussels, đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập NATO, Ngoại trưởng Ukraine đã kiên quyết thúc giục các đồng minh hỗ trợ thêm hệ thống phòng không Patriot. Nhà báo Đức cho biết, Ukraine đã hết tên lửa cho hệ thống Patriot và IRT. Nhà báo Đức Julian Rocker của tờ Bill, người theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng Ukraine đã hết tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và IRT. Ông này viết trên Twitter rằng, Ukraine đã hết tên lửa Patriot và IRT. Ngoài ra, hầu hết các phương tiện phòng không khác đều cạn kiệt hoặc bị phá hủy. Nhà báo Đức cho biết thêm rằng, các nước phương Tây có sẵn trong kho hàng trăm hệ thống và hàng ngàn tên lửa mà Ukraine cần. Sau đó, ông Rupker viết tiếp trên mạng xã hội rằng, Để làm rõ, tôi không muốn nói rằng Ukraine không có tên lửa Patriot Bắc 2 và Bắc 3. Một nguồn tin cho tôi biết, con số hiện tại chính xác được cho là cách đây 2 tuần, tất nhiên là tôi sẽ không tiết lộ nó, nhưng con số đó quá ít, bây giờ chắc gần như không có gì. Hàng không Nga thêm điều đứng vì lệnh trừng phạt của phương Tây Boeing và Airbus đã ký hợp đồng sản xuất hàng trăm máy bay thương mại theo sau xu hướng vận chuyển hàng không ngày càng gia tăng trên thế giới. Điều này chứng tỏ rằng ngành này cuối cùng đã hồi phục sau đại dịch năm 2020. Tuy nhiên, đối với hàng không Nga, điều tồi tệ nhất mới chỉ bắt đầu. Sau khi Nga đem quân xâm lược Ukraine, phương Tây đã ra các lệnh trừng phạt chưa từng có, đóng cửa không phận đối với máy bay Nga, cấm cung cấp phụ tùng thay thế và từ chối bảo dưỡng máy bay của Nga do phương Tây sản xuất. Điều này khiến ngành hàng không dân dụng, vốn rất quan trọng đối với kinh tế Nga, bị thiệt hại nghiêm trọng. Trước chiến tranh, các hãng hàng không Nga đã phát triển nhanh chóng và bổ sung đội bay của họ bằng những chiếc Boeing và Airbus mới. Tuy nhiên, sau khi Nga xâm lược Ukraine, do bị đóng cửa không phận nên các hãng hàng không Nga chịu lỗ. Công ty hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot đã kết thúc năm 2022 với kết quả âm 41 41,4 tỷ rúp, tức là khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Sau đó, Điện Kremlin nhận ra rằng nếu không có sự hỗ trợ thì ngành này sẽ phá sản. Vì vậy, chính quyền Nga đã đổ lượng lớn tiền cho các hãng hàng không giúp ngành này không bị sụp đổ. Tuy nhiên, việc sửa chữa, bảo trì các máy bay của Nga lại gặp khó khăn do hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây. Vào tháng 2 năm 2022, đội bay của các hãng hàng không Nga có 1.300 máy bay, 65% trong số đó là do phương Tây sản xuất. Mặc dù có đến 150 chiếc Sukhoi Superjet được lắp ráp tại chính Liên bang Nga, tuy nhiên, các linh kiện quan trọng của phương Tây chiếm đến 95% trên các phi cơ này. Ý tưởng trừng phạt của phương Tây là khiến những chiếc máy bay đó không thể sử dụng được. Để làm được điều này, G7 đã cấm xuất khẩu linh kiện hàng không sang Nga, đóng cửa các trung tâm dịch vụ bên trong nước này. Người Nga quyết định sẽ tự mình sửa chữa máy bay, các công ty địa phương có thể thực hiện một số công việc nhất định, nhưng họ không thể thay thế hoàn toàn dịch vụ bảo trì của phương Tây. Trở ngại mà Nga phải đối mặt không chỉ là thiếu các linh kiện quan trọng mà còn thiếu cả chuyên gia hàng không. Nga từng phải gửi máy bay của mình tới Iran nhờ sửa chữa, nhưng có những chiếc mà cả hai nước này đều không biết cách bảo dưỡng do chúng sử dụng linh kiện của phương Tây. Hơn nữa, việc sửa chữa máy bay mà không có giấy phép cũng không bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Năm 2022, Nga nhận cờ đỏ, một hình thức cảnh cáo về an toàn bay từ Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Để tránh những hậu quả tiêu cực, Nga sẽ phải nhập khẩu các linh kiện. Trong trường hợp xấu nhất, Nga sẽ phải đối mặt với số phận giống như của Iran sau này iran đã xây dựng các trung tâm kỹ thuật của riêng mình thiết lập một số nguồn cung cấp linh kiện nhất định bất chấp các lệnh trừng phạt đôi khi iran thậm chí còn mua được máy bay airbus đã qua sử dụng tuy nhiên kết quả không mấy tích cực khi chỉ có một số lượng nhỏ những chiếc máy bay mua được ở trong tình trạng hoạt động tốt tuy nhiên không hoàn toàn giống như trường hợp của iran nước này có nền công nghiệp hàng không cơ bản kế thừa từ thời liên xô kế hoạch của chính phủ nga là thay thế máy bay phương tây bằng máy bay nga trước khi nguồn linh kiện của boeing và airbus càng kiệt tuy nhiên việc sản xuất hàng loạt các linh kiện phức tạp trong khi bị trừng phạt luôn tốn kém vì vậy số lượng máy bay được sản xuất sẽ có giá thành cao và khó có thể đáp ứng được thị trường nhu cầu đi lại của người dân địa phương cập nhật quân sự mở đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hằng lâm vào quân sự mở xin chào và hẹn gặp lại quý vị